chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Không biết các bạn có tin không, nếu như mình nói chiếc vòng tay thông minh iWorn E6 Pro này sở hữu đầy đủ tính năng theo dõi sức khỏe, hỗ trợ thể thao mà mức giá chỉ có 400.000 đồng. Thậm chí nhiều bạn còn cho rằng em này có thể đánh bại được chiếc Mi Band 3 nổi đình nổi đám. Hãy cùng mình giải mã sức hút kinh khủng từ em này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói về bề ngoài của em này. E6 Pro được xem là có thiết kế siêu mỏng. Tại thời điểm dày nhất cũng chỉ có 9,3mm mà thôi, thấp hơn nhiều so với các vòng tay thông minh khác. Hơn nữa, việc được thiết kế hình chữ nhật với kích thước 2 chiều lần lượt xấp xỉ 40mm và 20mm khiến cho sản phẩm đã mỏng dường như lại còn mỏng hơn. Hãng iWorld có vẻ rất chú trọng đến bề ngoài của E6 Pro khi mà màn hình được thiết kế hơi cong. Việc thiết kế làm như vậy không chỉ giúp E6 Pro trở nên sang trọng hơn, thời thượng hơn mà còn tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng. Dây đeo của E6 Pro được thiết kế từ cao su mềm mại, khá bám vào cổ tay nhưng lại không mang đến cảm giác khó chịu. Điểm đẩy cao sự sang trọng của E6 Pro lên nữa nằm ở hai bên của sản phẩm. Hai cạnh của sản phẩm được làm từ kim loại với các đường cắt ao CNC tỉ mỉ. Phần dây đeo được kết nối với màn hình một cách khá kín kẽ, không hề có khe hở. Nếu không quan sát kỹ, bạn có thể cảm giác chúng như được thiết kế nguyên khối đẹp mắt. E6 Pro được thiết kế màn hình cảm ứng có kích thước 0,73 inch, tương đương khoảng 1,9cm. Đây được cho là kích thước khá lớn đối với một thiết bị vòng tay. Nếu so với Mi Band của Xiaomi thì màn hình của E6 Pro lớn gấp đôi. Tuy lớn nhưng đồng nghĩa với việc E6 Pro hiển thị được nhiều thông tin hơn với phông chữ to hơn. Cảm ứng trên E6 Pro khá nhạy, phản hồi ngay lập tức với cử chỉ vuốt chạm của ngón tay người dùng. Có thể các bạn đang cho rằng mình khen và review có vẻ khá là thiên vị, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, độ hoàn thiện của chiếc vòng tay này là cực kỳ tốt các bạn ạ, tin mình đi. Còn về các tính năng, cũng giống như là những sản phẩm cùng phân cấp, E6 Pro kết nối với điện thoại thông qua một ứng dụng chuyên dụng có tên là iWorld Fit Pro. Ứng dụng này thì tương thích với cả hai hệ điều hành là Android và iOS. Các bạn chỉ cần bật Bluetooth để ghép đôi cùng với thiết bị là được. Phạm vi kết nối của hai thiết bị khoảng 10m và trong phạm vi đó khi mà có cuộc gọi hoặc là tin nhắn đến điện thoại của bạn, E6 Pro sẽ rung, đồng thời sẽ hiển thị thông tin của gọi và nội dung tin nhắn. Bạn có thể xem được trực tiếp những thông tin này trên vòng đeo tay. Tuy nhiên cần lưu ý với các bạn là E6 Pro lại không được trang bị tính năng giúp các bạn trả lời ngược lại đâu nhé. Các bạn vẫn phải sử dụng chiếc điện thoại của mình để tương tác lại thông báo. Dù sao mức giá chỉ 400.000 đồng thì không thể đòi hỏi quá cao được. Nhiều dòng cao cấp hơn cũng không phổ biến hỗ trợ tính năng trả lời ngược này. Nói đến tính năng hỗ trợ sức khỏe, được trang bị cảm ứng nhịp tim ở phía sau màn hình. Việc trang bị này giúp cho E6 Pro có thể đo được chính xác nhịp đập của người sử dụng trong thời gian liên tục. Đây chính là tính năng vô cùng hữu ích, nhất là đối với các đối tượng đang có vấn đề về tim mạch. Không chỉ vậy, bộ cảm biến này còn giúp các bạn theo dõi hoạt động hàng ngày như là đếm bước chân, tính lượng calo tiêu thụ và quãng đường đã đi. Một điểm thú vị là em nó cũng nhắc nhở vận động nếu phát hiện dấu hiệu chây ì ở cơ thể của người đeo nhé. Ngoài việc quan tâm đến sức khỏe người dùng, E6 Pro còn giúp hỗ trợ thể thao với các bộ môn phổ biến là chạy bộ, đạp xe, nhảy dây, bóng rổ và máy chạy trong nhà. Toàn bộ các thông số đều được lưu trữ lại trong ứng dụng kết nối là iWorld Fit Pro, từ đó giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn và dễ dàng lên kế hoạch tập luyện phù hợp. Một tính năng nữa được rất nhiều bạn quan tâm và hay hỏi ở dưới phần bình luận chính là khả năng chống nước. Vâng, mình đã nhắc đến tính năng này thì mình khẳng định là em này có chống nước nhá. Với tiêu chuẩn IP67, các bạn có thể thoải mái đi mưa, rửa tay hay là ngâm dưới nước. Nhưng mình khuyến khích là không nên lạm dụng tính năng này quá. Dĩ nhiên là nó không hư hỏng ngay nhưng mà sẽ làm giảm tuổi thọ của sản phẩm. Không có gì là tuyệt đối các bạn ạ. Về thời lượng pin, được trang bị dung lượng lên đến 60mAh, bạn hoàn toàn có thể sử dụng E6 Pro một cách thoải mái trong vòng từ 4 đến 5 ngày mà không cần kết nối bộ sạc. Nếu chỉ sử dụng E6 Pro như một chiếc đồng hồ thông thường thì thời gian sử dụng còn kéo dài được rất nhiều. Nói chung là E6 Pro có thiết kế bắt mắt này, nhiều tính năng hữu ích này, khả năng chống nước và thời lượng pin dài. Và em E6 Pro này đều sở hữu cả. Đã vậy còn có mức giá cực kỳ dễ chịu. Hiện tại thì em nó đang được bày bán tại các showroom của An Tiến với đủ loại màu sắc. Chính sách bảo hành 6 tháng 1 đổi 1 quả là một món hời phải không ạ? Mình sẽ để link của sản phẩm bên dưới phần mô tả video. Các bạn có thể đặt hàng qua link đó, ship code tận nơi cho các bạn, không phải trực tiếp qua cửa hàng. Nếu có thắc mắc gì về em E6 Pro, hãy để lại comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!